Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có công văn cho phép những người lao động có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam đang làm việc tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được về nhà nơi lưu trú trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 7 và ra lại Đà Nẵng trong ngày mà không thực hiện cách ly, yêu cầu khai báo y tế và hạn chế tiếp xúc khi về nhà nơi lưu trú. Các nhà quản lý, chuyên gia, người lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất tại Quảng Nam mà cư trú tại Đà Nẵng được về thành phố Đà Nẵng trong ngày 19 tháng 7 và quay lại nơi làm việc tại Quảng Nam mà không bị cách ly. Tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ cơ sở sản xuất tại Quảng Nam chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn dịch bệnh đối với những người này.